đây là giải của tập đoàn CMC. Đây các em thấy như là giải bóng đá của tập đoàn. Vâng, xin chào quý vị khán giả. Chúng ta sẽ đến với một buổi sáng đầy nắng tại thủ đô Hà Nội. Màn đối đầu giữa đội CMC và đội TNG trong khuôn khổ giải bóng đá của tập đoàn CMC. Vâng, giải đấu với cái tên là All-Star Champion League. Trong hiệp 1 trận đấu này thì cao thủ TNG sẽ là những người bảo vệ cầu môn ở bên phía tay trái của chúng ta với trang phục vàng. Còn CMC sẽ là đội mặc trang phục xanh. Khá nguy hiểm ngay ở những giây đầu tiên, khi chúng ta còn chưa kịp bám chỗ thì đã có bàn thắng mở điểm. Một khởi đầu như mơ, khởi đầu phải nói là như mơ dành cho Liên Quân TLG và TNG. Pha lập công có vẻ như đến từ số 12, đó là Đình Toàn. Một sai sót của hàng thủ CMC và ngay lập tức Đình Toàn đã chớp được thời cơ. Đồng hồ mới đang đếm những giây đầu tiên thôi và đã có bàn thắng được ghi. Số 12 Đình Toàn là cái tên đã cắt băng Khánh Thành cho bảng tỷ số của trận này. Đánh đầu, câu trả lời của CMC. Chắc chắn sẽ còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi chúng ta. Đây mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Quả đá góc hơi mạnh một chút. Những phút đầu tiên và có vẻ như các cầu thủ còn chưa thực sự nóng máy. Nếu ở một trạng thái tốt hơn thì chắc chắn là hậu vệ của CMC đã không mắc sai lầm như vậy. TLG và TNG. TTN. Tiếp tục là pha lên bóng cho Liên Quân. Trận đấu ngày hôm nay diễn ra vào một khung giờ thực tế như mọi khi thì nó là đẹp, nhưng hôm nay thì vẫn là nắng. Hôm nay thì thủ đô Hà Nội đổ nắng rất sớm và chắc chắn đây sẽ là một thách thức dành cho thể lực của cầu thủ cả hai bên. Những pha phối hợp khá là gắn bó, nhưng CMC đã lấy được bóng. Vẫn tiếp tục là đội bóng áo vàng. Đáy biên có kịp không? Có được đường căng ngang. Đội CMC đang khởi đầu hơi chậm một chút. Việc để thủng lưới sớm thì chắc chắn là sẽ khiến cho họ khó chơi. Việt Cường. Ý đồ mở bóng sang cánh trái cho Đình Tấn. Nhưng rõ ràng là cao thủ CMC vẫn đang trong giai đoạn làm nóng mà thôi. Họ cần phải bình tĩnh, cần phải giữ được một tâm lý vững chãi dù cho đã khởi đầu không được như ý. Pha tranh cướp của Đình Tấn và trọng tài thổi phạt. Trọng tài thổi phạt với tiền đạo của đội Liên Quân TLG-TNG. Pha phạm lỗi là của tiền đạo Khắc Hồng. Ngắm nghía và tung ra cú sút xa. Một giải pháp chấp nhận được. Pha dứt điểm khá căng của Mạnh Hoàng. Một lần nữa chúng ta được theo dõi lại tình huống chớp thời cơ đầu tiên của Đình Toàn. Đó chỉ là một pha chuyền ban ở sân nhà rất đơn giản thôi. Nhưng đúng là hậu vệ và thủ môn của đội CMC cũng chỉ biết nhìn nhau và hỏi tôi tưởng. Khắc Hồng nhả ngược rất tốt, thêm một thôi, không vào. Vẫn còn phản xạ xuất sắc của thủ thành Quang Hoàng. Dù bị vây bắt bởi hai cầu thủ nhưng tiền đạo bên phía đội Liên Quân vẫn nhả được bóng ra. Và cơ hội một lần nữa được trao cho số 12 Đình Toàn. Thiếu chút nữa thì đã có cú đúp cho Đình Toàn. Lúc này thì Quang Luận là người đang bị đau bên phía CMC. Mạnh Hoàng lại một pha chuyền về hơi non. Các thủ CMC phải hết sức cẩn thận. Quả người hay, chân trái không được. Pha xử lý rất ấn tượng. Vẫn là Việt Cường, cầu thủ thi đấu khá nổi bật ở giữa sân của CMC. Pha lắc đi và dứt điểm bằng chân trái rất nhanh của số 23. Cách biệt đang mới chỉ là một bàn thôi. Và tất nhiên chúng ta đều hiểu trong bóng đá sân 7 thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Quả treo bóng, từ phối hợp khá tốt. Làm gì đây? Hậu vệ của TLG đã áp sát rất nhanh. Rất hợp lý. Ý đồ tỉa bóng là hay. Nhưng có vẻ như thời tiết như thế này thì cũng không dễ để có thể đảm bảo được thể lực. Lần này thì CMC đã xử lý gọn gàng hơn ở phần sân nhà. Việt Cường 1-2 rất trôi, sọc thẳng vào trung lộ. Vẫn là Việt Cường. Việt Cường căng ngang. Việt Cường kiếm về cho đội nhà một quả phạt góc. Đang có những tín hiệu bắt đầu nóng máy của đội CMC. Tiếp tục là Mạnh Hoàng đứng trước bóng. Đánh đầu, Việt Cường không vào. Bóng đã trúng sang hàng. Việt Cường vẫn đang liên tục khiến cho chúng ta phải gọi tên anh. Anh đã đánh bại được thủ môn đối phương nhưng không đánh bại được cái khung gỗ. Áp sát rất quyết liệt. Nỗ lực ở bên khu vực mạn phải của Văn Toàn. Rồi chính xác hơn là Văn Tài. Trọng Tài cũng xác định là có quả đá biên thôi. Khá là khó chịu. Bóng vẫn đang luẩn quẩn trong vùng nguy hiểm. Văn Tài. Văn Tài chưa thể giữ được bóng nhưng vẫn là anh. Tưởng như mất biên rồi nhưng Văn Tài vẫn hay. Cơ hội. Qua người tốt. Chưa được. Nỗ lực đột phá của tiền đạo Minh Toàn. Khá nguy hiểm. Đường chuyền chéo sân hướng ra cột 2. Trận đấu đang diễn ra thú vị hơn rất nhiều khi mà CMC đã dần tìm lại được nhịp chơi của mình. Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng có thể vụt luôn. Sẽ kiếm về một quả góc cho CMC, sức ép đang dần lớn lên. Sau gần 10 phút bóng lăn thì họ đang tìm lại được nhịp chơi của mình. Đó là cú sút đáng chú ý thứ hai kể từ đầu trận của Mạnh Hoàng rồi. Bóng lại hướng tới vị trí của Việt Cường. Rất tốt, khoảng trống ở trung lộ, chân trái vẫn không vào. Thêm một pha bóng có nét nữa của CMC. Họ đang mang tới cảm giác bàn thắng đã ở rất gần rồi. Và khống chế chân phải, dứt điểm chân trái rất thuần thục của Việt Cường. Nhưng có vẻ như bóng đã chạm một cầu thủ áo vàng và đi hơi nhẹ. Cầu thủ TLG, TNG đang cố gắng hạ nhịp trận đấu, giảm sự hưng phấn của CMC. Được chuyền dài và không có gì nguy hiểm xảy ra. Quang Luận thả bóng xuống đáy biên, rất hợp lý, qua người, qua hay cơ, không được nhưng vẫn còn. Và chạm nổ ra, nhiều người ngã nhưng không có tiếng còi nào. Người đang bị đau là Ngọc Khanh. Trước đó chúng ta phải nhắc tới pha xử lý cực khéo ở bên cánh trái của số 18. Nhưng sự quyết liệt của đội Liên Quân đã chặn được pha lên bóng từ phía CMC. Thùng đá Hưng ơi, đi xin thùng đá. Trận đấu vẫn đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn. Giữa một tiết trời phải nói là khá là khắt khe. Ngay cả những phủi thủ chuyên nghiệp cũng sẽ gặp khó khăn với điều kiện thời tiết như thế này. Chưa. Bật đi khởi lại. Cắm đi. Rồi. Rồi rồi. Gây cấn vết nhỉ? Gây cấn nhỉ? Cú chạm bóng rất nhạy cảm của Đình Toàn. Và đây sẽ là cơ hội cột 2. Nhưng Quang Luận cũng bắt bài hay. Tiếp tục là hậu vệ của CMC. Phản công. Một quãng đường rất dài, vẫn là Quang Luận. Hơi khó, đuối là khó tránh. Anh đã bứt từ sân nhà tới sân bạn luôn. Việt Cường cột 2 cũng chưa được. Khống chế rất khéo. Bóng vẫn trong cuộc. Trọng tài xác định là không có pha chạm tay. Lại là Đình Toàn lắt léo. Nhưng Việt Cường đã rất tỉnh táo. Những động tác giả của Đình Toàn không làm khó được số 23. Trận đấu vẫn đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn và chắc chắn tỷ số hiện tại sẽ chưa phải là cuối cùng. Lại là Ngọc Khang. Cánh phải thoáng. Cơ hội vẫn không vào. Lại một lần nữa là cái khung gỗ. Pha chạm bóng quá nhạy cảm. Nhưng thực sự là đen. Không lòng vòng, đó là đen. Mới 13 phút trôi qua mà đã 2 lần khung gỗ từ chối bàn thắng của Việt Cường rồi. Hôm nay không biết là anh phải làm gì nữa đây. Phải làm gì thì mới giải đen. Hình như cuối năm mới là tháng cô hồn mà sao bây giờ anh Việt Cường đã đen thế này rồi hả anh ơi. Trận đấu tạm dừng khi thủ môn của Thăng Long đang bị đau một chút. quay cổ động viên rồi này, đang hăng. Thực sự là với những gì đã diễn ra thì CMC có thể trách móc thần may mắn khi mà họ chưa có bàn thắng. Cắt bóng hay. Tiếp tục là Việt Cường, lại khoảng trống Ngọc Khanh. Áp lực đang lớn dần lên từng phút từng giây. CMC tất nhiên là chưa thể dừng lại ở đây. Rẽ vào trung lộ, cú sút. Liên tiếp những pha bắn phá, cú sút lần này đến từ Trần Công Hùng. Đếm mỏi tay số lần dứt điểm. Nhưng lúc này thì bảng tỷ số vẫn đang chống lại cao thủ CMC. Những nỗ lực, những cơ hội của họ chưa được hiện thực hóa. Lại một cú cắt bóng của Quang Luận. Thòng của CMC vẫn đang thi đấu rất hay. Ý đồ phất bóng dài đầy tham vọng. Lúc này thì phần sân của cao thủ Liên Quân TNG đang bị ngược nắng. Và chúng ta thấy thủ môn Hoàng Anh đã phải trang bị cho mình một chiếc mũ lưỡi chai. Văn Tài rất khéo, bóng xuống đáy biên. Những pha triển khai rất có mảng miếng của Liên Quân. Quang Hùng. Tiếp tục là số 21. Trọng tài đã bắt lỗi cao chân. Việt Cường vẫn đang là cái tên rất sáng ở bên phía CMC. CMC có một cầu thủ đá giữa hay nên lối chơi của họ cũng được triển khai khá trơn. Đây là thời điểm mà cao thủ cần tranh thủ tiếp nước. Trận đấu sẽ tiếp tục với tình huống đá biên cho đội Liên Quân. Có vẻ sẽ là một cú vụt thẳng cửa gôn, hơi quá lực. Pha xử lý là của Ngọc Hoàn. Bóng đã nằm gọn trong tay thủ môn Hoàng Anh. Từ đầu trận thì người gác đền bên phía đội Liên Quân cũng phải làm việc khá năng suất. Bóng đẩy vào giữa sân. Ngọc Khanh. Ý đồ tỉa bóng xuống đáy là hay, nhưng hậu vệ bên phía Liên Quân đã cắt được. Phản công hơi chật nhịp một chút. Nỗ lực cai đè của tiền đạo mang áo số 9 bên phía đội Liên Quân, đó là Khắc Hồng. Tiết tấu trận đấu đang chậm xuống một chút trong quãng cuối hiệp 1. Công Hùng lướt đi hay, cú sút vẫn chưa được. Lại là sự xuất sắc của thủ thành Hoàng Anh, người gác đền kiêm đội trưởng của đội liên quân TLG. Ngoại trừ hai tình huống may mắn khi bóng trúng khung gỗ thì chúng ta cũng phải nhắc tới Hoàng Anh. Văn Tài đường chuyền rất hay, Khắc Hồng cú sút, thiếu chút nữa thì có bàn thắng thứ hai. Trận đấu đang diễn ra quá hay với liên tục những pha miếng trả miếng. Trong tình huống trước đó thì CMC lại có thêm một cơ hội với Công Hùng sàng mặt nhanh, cú đá căng, nhưng Hoàng Anh thì mới là người hay hơn. Và lần này thì Khắc Hồng lại không thắng được bộ chân của thủ môn bên phía CMC. Thủ thành Quang Hòa cũng ngay lập tức có câu trả lời. Hoàng Anh gọi, Quang Hòa ngay lập tức nhấc máy. Cắt bóng nhanh, tốc độ cực tốt của Công Hùng, áp lực. Nhưng Hoàng Anh chơi rất tỉnh, đánh đầu khá nguy hiểm. Pha đánh đầu rót dầu. Đáng tiếc là tình huống chuyền bóng lại hơi non chân. Sẽ chỉ còn 5 phút nữa là hiệp 1 khép lại. Thêm một cơ hội nữa. Cú đá trái chân của số 18 Ngọc Khanh. Đá bóng rất quyết liệt. Đó là sự dứt khoát cần thiết. Tỉa bóng hay của Công Hùng. CMC làm tất cả mọi thứ đều tốt ngoại trừ khâu đóng gói sản phẩm. Quá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Văn Tài lấy được bóng nhưng anh quyết định chậm lại. Vào cuối hiệp và một quãng đường nửa sân như vậy thì cũng hơi khó. Công Hùng càng đá, CMC càng tìm thấy được nhịp phối hợp của mình. Nhưng nhịp dứt điểm thì chưa. Có lẽ lúc này họ đang cần một bài thuốc giải đen nào đó trong giờ nghỉ giải lao. Giật gót quá hay, vẫn là Công Hùng, không được. Phá bằng về và lăn xả của Đình Toàn. Khá nguy hiểm. Lại một thời cơ nữa và lại là Việt Cường. Nhưng mỗi lần anh xuất hiện là anh lại phải ôm đầu tiếc nuối sau những cơ hội bị bỏ lỡ của chính mình. Bằng cắt hay, lắc đầu tốt, nhưng bóng vẫn không chịu đi vào lưới. Một bàn rõ ràng là quá ít với số cơ hội mà hai bên đã tạo ra. Công Luận, Ngọc Khanh. Vẫn là những nỗ lực miệt mài của cao thủ CMC. Tiếp tục là Công Luận. Bóng đã chạm tay của đội liên quân khá rõ ràng. Đây sẽ là cơ hội cố định cho CMC. Đứng trước bóng có vẻ như là Ngọc Khanh. Nhà về tuyến 2 hơi non, quá nguy hiểm. Cơ hội qua thủ môn rồi. Đình Toàn, hai bàn trong. 2-0, 2-0 cho Liên Quân TLG TNG. Cú đúp bàn thắng. Thêm một sai sót nữa ở phần sân nhà và CMC phải trả giá. Và lại là Đình Toàn. Tình huống mồi về quá non. Đình Toàn đoạt được bóng, vượt qua luôn cả thủ môn Quang Hòa. Và khi khung thành đã trống trải thì cú đúp là cái kết ngọt ngào dành cho số 12. Một lần nữa Đình Toàn thể hiện sức dướn rất tốt của mình. Nó giống với bàn thắng thứ nhất khi anh là người đã quyết tâm hơn, dướn tốt hơn trong một pha bóng 5 năm. Và lúc này thì tiếng còi khép lại hiệp 1 cũng đã được cất lên. Tỷ số đang là 2-0 nghiêng về phía đội Liên Quân TLG-TNG. Hai bàn thắng được ghi do công của số 12 Nguyễn Đình Toàn. Trong một hiệp đấu mà CMC đã có rất nhiều thời cơ thì bảng tỷ số lại đang phản ánh một diễn biến trái ngược. TLG-TNG là những người đã chắt chiu và tận dụng tốt hơn những cơ hội của mình. Chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi trong giây lát trước khi trở lại với hiệp 2. Vâng, chúng ta sẽ trở lại với hiệp 2 trận đấu giữa CMC và TNG trong khuôn khổ của giải bóng đá tập đoàn CMC All-Star Championship. Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội liên quân TLG và TNG. Nhưng nếu những ai theo dõi từ đầu trận thì chắc chắn là cũng sẽ dành một chút sự tiếc nuối cho những cơ hội và rất nhiều thời cơ mà CMC đã bỏ lỡ. Đội bóng áo xanh thi đấu không hề tồi nhưng lại mắc hai sai số cá nhân và để cho đối phương có được hai bàn. Cú sút rất căng. Pha dứt điểm là của Quang Luận. Ngay khi tiếng còi khai cuộc hiệp 2 cất lên thì cao thủ CMC đã tràn sang phần sân của đội liên quân. Trận đấu sẽ hấp dẫn hơn nếu như CMC có được bàn rút ngắn tỷ số. Pha áp sát tốt của Việt Hoàng. Trong hiệp 1 tỷ số 23 của CMC, chính xác hơn đó là Việt Cường. Trong hiệp 1 tỷ số 23 của CMC đã 2 lần dứt điểm trúng khung gỗ. Cả hai bên đều đã nhìn thấy chung kết và chiếc cúp ngay trước mắt rồi. Nhưng ai sẽ là người có thể vươn tới, ai là người có thể thực hiện được cú với tay rất gần mà nó cũng rất xa. Văn Tài. Đội liên quân đang chơi rất chắc bóng. Họ hiểu là không cần làm gì quá đặc biệt nữa. Đá chắc trong hiệp 2. Và nếu có cơ hội thì không ngần ngại gia tăng lợi thế. Vậy thôi, CMC sẽ là những người phải cố gắng bung lên và tạo ra được những đột biến. Quan sát ở bên ngoài sân thì tôi thấy số 23 Việt Cường đã được đẩy lên đá tiền đạo. Trong hiệp 1 thì anh này đá cánh và chủ yếu hoạt động rộng. Bên phía của CMC thì số 5 là Thanh Hưng cũng đã được tung vào sân để đá ở khu vực trung lộ. Làm tường quá tốt. Đây là cơ hội, không được. Thiếu chút nữa thì có hat-trick cho Đình Toàn. Trong hiệp 1 thì Đình Toàn là cái tên sáng nhất với 2 bàn thắng. Một cú phất bóng từ sân nhà và Khắc Hồng đã thể hiện khả năng làm tường đáng nể của mình. Một nhịp chạm cực kỳ nhạy cảm. Bóng đã được thu hồi cho CMC. Hết sức khẩn trương. Thả xuống đáy biên. Quá người khéo đưa vào. Chưa được. Ngay lập tức có pha bọc lót. Đội hình của liên quân TLG-TNG đang được giữ rất hợp lý, luôn có mặt để tiếp ứng và hỗ trợ kịp thời cho nhau. Công Hùng đổi cánh. Cú sút rất đẹp. Số pha xử lý hay của Việt Cường từ đầu trận thực sự là đếm quá một bàn tay rồi. Từ đường đổi cánh của Công Hùng, Việt Cường thực hiện ngay một cú vô lê. Quả này mà vào thì đúng là siêu phẩm. Nhưng chỉ là chữ nếu mà thôi. Năm phút đầu tiên của hiệp 2, CMC vẫn đang miệt mài tấn công. Nhưng họ cũng phải rất dè chừng với những tình huống phản đòn như thế này. Hat-trick! Hat-trick cho Đình Toàn. Hôm nay là ngày của Đình Toàn. Tỷ số đã là 3-0. 3-0 cho Liên Quân TLG TNG. Những pha phản công phải nói là sắc như dao cạo. Cú đá quá tốt ở trong góc hẹp của Đình Toàn. Sút rách lưới là có thật. Một pha khống chế và duỗi mù không thể hoàn hảo hơn. Thủ môn của CMC cũng chỉ biết chôn chân trước sát thủ Đình Toàn. Rót bóng ra cột xa, không được. Trọng tài xác định là đã đi hết đường biên ngang. Nhưng nỗ lực tấn công vẫn chưa được hồi đáp thì CMC lại phải nhận thêm một gáo nước lạnh. Nhưng cũng phải nói là đội Liên Quân đã phòng ngự phản công quá hay. Ngọc Khanh. Công Hùng. Hy vọng là dù vừa nhận bàn thua thứ 3 thì CMC không bị xuống tinh thần. Đánh đầu vẫn chưa được. Lại là Việt Cường và lại là pha cứu thua của Hoàng Anh. Ngọc Khanh tung ra một cú sút căng. Nhịp đẩy bóng đầu tiên là chưa thực sự ổn, nhưng sau đó Hoàng Anh đã vẫy bóng an toàn. Và như vậy là trong lúc chúng ta đang xem tình huống quay chậm thì đã có bàn rút ngắn tỷ số cho CMC. Có vẻ như đó là pha lập công của Công Hùng. Những hy vọng đã được thắp lên cho CMC. Pha nhập vào của Công Hùng. Và có vẻ như anh đã ghi bàn bằng lưng. Đây đúng là một bàn thắng phải nói là hiếm có, khó tìm. Bỏ cuộc không có trong từ điển của CMC. Tinh thần của họ chắc chắn sẽ được khơi dậy với pha lập công của Công Hùng. Một bàn thắng có phần may mắn, nhưng đó là xứng đáng với những nỗ lực của CMC. Khá nguy hiểm. Đang có một chút dao động của đội Liên Quân. Lại là Công Hùng. Và chạm bóng rất nhãn quan, không vụt. Công Hùng sút. Tiếp tục là số 21. Chắc chắn là lỗi rồi. Một pha cài xoay rất hay của Khắc Hồng. Liên Quân TLG có những bài đánh bóng dài và trung bình rất hay, xoay quanh khả năng phát động của thủ môn Hoàng Anh. Tiền đạo Khắc Hồng làm tường và họ có một chú sóc ở tuyến trên, đó là Đình Toàn. Trận bán kết của All-Star Champion League, giải đấu thuộc tập đoàn CMC. Sẽ còn khoảng 15 phút cho những nỗ lực của CMC. Ngọc Khanh. Lại là Công Hùng. Ở đáy biên và anh không thể giữ được bóng. Đình Toàn. Văn Tài hơi giật mình một chút. rất quyết liệt. Trọng tài xác định là sẽ có quả đá biên dành cho đội Liên Quân. Cú dót bóng quá chân của Ngọc Hoàn. Còn 15 phút và hai bàn là một cách biệt không đơn giản. Văn Tài. Lúc này ở mặt trận tấn công thì có lẽ Liên Quân cũng không chờ đợi và kỳ vọng quá nhiều. Những gì họ cần là đá thật chắc ở sân nhà. Việt Cường cắt bóng tốt rồi. Ngọc Hoàn rất cố gắng. Những pha bóng lai dài như thế này sẽ có lợi cho TLG, TNG. Ngọc Khanh. Đây là Quang Luận. Bên phía của... Đây là cơ hội. Bên phía Liên Quân thì mới có một tiền đạo vào sân. Và ngay lập tức là dấu ấn của số 99. Minh Tân vừa mới được tung vào và còn rất sung sức. Cú dót bóng quá mạnh và không có gì nguy hiểm xảy ra. Quả người hay, rất lăn xả. Tình huống chơi cực kỳ quyết liệt của hậu vệ Liên Quân. Trọng tài cắt còi và sẽ là quả đá phạt cho CMC. Và xử lý rất khéo và kiếm về tình huống cố định của Thanh Hưng. Quả đá phạt check bên mạn phải. Nhìn tình huống này thì có lẽ rất nhiều cổ động viên của CMC sẽ hơi gung và nhớ lại bàn thua ở cuối hiệp 1. Lần này thì họ chắc chắn phải có một pha phối hợp tốt hơn. Việt Cường mồi vụt, cú đá rất căng nhưng chưa chính xác. Phạt dứt điểm của Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng cũng chăm sút suốt từ đầu trận rồi, nhưng những pha nã pháo của anh chưa có được sự chính xác. Thả bóng xuống đấy, không được. Nếu là những phút đầu trận thì chắc chắn là Ngọc Hoàn sẽ làm tốt hơn. Nhưng tầm này đã là quãng cuối rồi. Và đuối là khó tránh. Mạnh Hoàng, bóng cho Quang Luận. Tiếp tục là cánh phải cho Mạnh Hoàng. Chuyển hướng rất hay, Việt Cường. Nguy hiểm. Hai ba. Cách biệt chỉ còn một bàn mà thôi. Bỏ cuộc không có trong từ điển của CMC. Một tinh thần quật khởi của những chiến binh áo xanh. Đường truyền chuyển hướng hay của Mạnh Hoàng. Việt Cường đưa ra một pha căng cột hay. Và Ngọc Khanh là người đã kết thúc hoàn hảo. Vẫn còn tới 10 phút và đó sẽ là 10 phút cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ thú vị, cực kỳ hồi hộp và quá là đáng chờ đợi cho chúng ta. Bị dẫn tới 3 bàn khi chỉ còn khoảng 20 phút. Nhưng những gì CMC đang làm được thực sự là tuyệt vời. Một tinh thần chiến đấu đáng để ngả mũ. Quang Luận. Vừa rồi thì Công Hùng chỉ muốn tiết kiệm một chút năng lượng cho đội nhặt bóng thôi. Đằng nào cũng ra ngoài. Pha đánh đầu ngược về sân nhà khá nguy hiểm. Minh Tân, anh cũng hơi giật mình nhưng vẫn giữ được bóng. Ngọc Hoàn, vẫn còn 10 phút cơ. Thực sự cân não. Công Hùng, tinh thần thi đấu của CMC chắc chắn đang cực kỳ tốt. Sẽ có quả phạt góc cho CMC. À không, không phải góc. Đó là tình huống mà Công Hùng đã để bóng đi ra ngoài sân. Cắt bóng hay từ Quang Luận. Đường tiểu bóng tốt, Ngọc Khanh không được. Phải áp sát rất nhanh. Ngọc Khanh đang đau nhưng anh không thấy trọng tài thổi nên lại hết đau. Theo một nghiên cứu cũng chưa được chứng minh thì nếu bị đau mà không ai quan tâm thì sẽ hết đau nhanh hơn. Ngọc Khanh rất cố gắng. Nhưng đây là pha cắt bóng tốt. Việt Cường đã bọc lót kịp thời, quá quyết liệt. Những phút cuối trận đang thực sự là đỏ lửa. Việt Cường đang bị đau sau nỗ lực đánh chặn. Hai bên đang chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Ngày hôm nay thì thủ đô Hà Nội nắng gắt từ rất sớm. Từ khoảng 8 giờ 8 rưỡi là trời đã như giữa trưa rồi. Nhưng tinh thần chiến đấu của cả hai bên phải nói là tuyệt vời. Chúng ta xem lại bàn thắng của Công Hùng. Một bàn thắng theo phong cách bóng đá đường phố. Và lập công bằng lưng. Tầm này thì bên cạnh yếu tố chuyên môn, tinh thần cũng là một điều rất quan trọng. Thậm chí là quan trọng hơn bất cứ một yếu tố nào khác. Đội bóng nào trì hơn, quyết tâm hơn sẽ được tưởng thưởng bằng tấm vé chung kết. Công Hùng. Được Luân phải đuổi bóng cũng khiến cho Đình Toàn có vẻ khá mệt rồi. Mũi tấn công hạng nặng của TLG. Có vẻ như đang có tín hiệu hết pin, đánh đầu không vào. Lại là Việt Cường. Ngày hôm nay cảm giác ai cũng có thể ghi bàn trừ Việt Cường. Anh quá đèn. Sút nhiều nhất, cơ hội nhiều nhất và đá có lẽ là cũng hay phải top đầu. Nhưng đúng là trong bóng đá thì có những ngày như vậy. Đơn giản là không có duyên. Va chạm rồi, tiếng còi cất lên và đây sẽ là tình huống đá phạt ở một vị trí thuận lợi cho CMC. Trọng tài đã phải dùng tới những chiếc thẻ để hạ nhiệt các cầu thủ. Trong ít phút vừa qua thì các pha bóng rát xảy ra ở khắp mặt sân. Đứng trước bóng là Quang Luận. Quyết định của anh là gì đây? Bóng xuống đáy. Không được. Và càng trượt bóng của Ngọc Khanh. Thời gian còn lại là khoảng 5 phút thôi. Những diễn biến thực sự là không dành cho những ai yếu tim, khi mà tất cả đã nghĩ về sự an bài thì CMC bảo chưa. Ngọc Khanh vẫn là số 18. Quang Luận rất hợp lý. Cơ hội Ngọc Khanh áp sát rất nhanh từ hậu vệ của TLG TNG. Qua rót cửa gôn, Hoàng Anh đã chơi tỉnh táo. Đúng là khi mà Đình Toàn đã mệt thì đội Liên Quân gần như không thể phản công được nữa. Ngọc Khanh, lỗi rồi, chắc chắn là lỗi và lại một tấm thẻ vàng. Lúc này cao thủ Liên Quân đang sử dụng khá nhiều pha bóng quyết liệt để làm vụn nhịp độ trận đấu trong những phút cuối. Tan trận thì mãi là anh em, nhưng trong trận thì không ngần ngại trao nhau những yêu thương. Mạnh Hoàng, lại một pha che chắn tốt của đội Liên Quân. Họ đang làm tất cả những gì có thể để bảo vệ khung thành trong ít phút còn lại. Sàng liên tục. Bóng văng ra, Văn Tài thu hồi nhanh. Lúc này TLG, TNG chỉ cố gắng đưa bóng càng xa khung thành càng tốt. Quang Luận vẫn đang hết sức kiên nhẫn. Việt Cường, thêm một pha dứt điểm. Thêm một lần tôi gọi tên anh. Và thêm những sự tiếc nuối. Việt Cường có khả năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân. Trái phải đều rất uy lực. Công Hùng, CMC đang hết sức khẩn trương. Phút áp chót, phút thứ 49 rồi. Quang Luận, đường tỉa bóng hay. Ngọc Khanh rất cố gắng. Và phá bóng dứt khoát của Khắc Hồng. Lúc này thì Khắc Hồng cũng đã trở lại sân sau một ít phút sạc pin. Đánh đầu Việt Cường thôi. Bóng lên trời. Cơ hội cực tốt để CMC gỡ hòa. Và đánh đầu làm tường của Việt Cường. Một nhịp khống chế và cú đá cách khung thành có lẽ chỉ khoảng 3 mét mà thôi. Nếu như Quang Luận có về xem lại trận đấu này thì chắc chắn là anh sẽ phải rất tiếc nuối với cú sút vừa rồi. Thời gian còn lại là khoảng vài chục giây, chưa tính bù giờ. Cả hai bên đều thể hiện mình rất xứng đáng với tấm vé vào chung kết và ai phải dừng lại cũng là điều cực kỳ đáng tiếc. Công Hùng đánh đầu và bật cao lại là của Quang Luận. Trọng tài đã ra dấu là sẽ bù giờ 2 phút. 2 phút nữa cho những hy vọng của CMC. Và cũng chừng ấy thời gian để đội liên quân TLG, TNG bảo vệ thành quả của mình. Bóng đã đi hết biên. Lúc này khẩu lệnh từ cả hai bên đang rất rõ ràng. Với Liên Quân là từ từ thôi, còn với CMC là cố lên. Ngắn gọn xúc tích. Việt Cường và xử lý bình tĩnh trước áp lực của đội bạn. Bóng đã chạm tay của đội Liên Quân. Đình Toàn rất tinh quái. Quay người ấy, kéo người rồi. Đình Toàn đã phải nhận một thẻ vàng, đồng nghĩa với việc sẽ là tấm thẻ đỏ cho số 12. Một trận đấu mà sát thủ của Liên Quân cũng cần phải được viết hoa và in đậm. Một cú hat-trick, nhưng tấm thẻ đỏ này rất có thể sẽ khiến anh bỏ lỡ trận chung kết. Bây giờ thì trong khoảng 1 phút còn lại, Liên Quân sẽ phải đá thiếu người. Sút. Bóng không qua rào. Vẫn là Việt Cường. Dứt điểm, không được. Sức ép chưa kết thúc ở đây. Vẫn không vào. Và cửa lòng chân trái cực kỳ kỹ thuật. Nhưng gôn của Liên Quân quá hay trận này. Liên tiếp những pha bắn phá. Pha cửa lòng hướng bóng lên thẳng góc chữ A rồi. Thủ môn của CMC cũng đã có mặt bên phần sân của Liên Quân. Cái đầu đâu? Bóng đi ra ngoài. Có lẽ đó là tình huống cuối cùng của trận đấu rồi. Đến cả những giây cuối cùng thì vẫn liên tục là những diễn biến khiến chúng ta phải bùng nổ. Và đánh đầu ngay trước cửa gôn của Mạnh Hoàng nhưng đi chật khung thành trong gang tấc. Vẫn còn những hy vọng cho CMC. Cơ hội, Ngọc Khanh quay, Ngọc Khanh, không vào. Ngọc Khanh solo qua hai cầu thủ nhưng lại không thể thắng được thủ môn Hoàng Anh. Vào cuối trận và anh đã vắt hết những giọt thể lực cuối cùng của mình. Vẫn còn một quả góc. Đánh đầu. Qua đều. Qua điên rồ. Nhưng giây cuối cùng và tỷ số là 3-0. Một trận đấu thực sự là điên rồ. Màn lội ngược dòng chắc chắn sẽ còn được các cầu thủ CMC nhắc đến rất nhiều. Đúng vào những giây cuối cùng còn gì ngọt ngào hơn thế. Xứng đáng với những nỗ lực của họ. Hãy xem lại khoảnh khắc này. Việt Cường là người đã ghi bàn. Cầu thủ vô duyên nhất. Nhưng anh lại là người được chọn vào giây cuối cùng. Ngày hôm nay Việt Cường quá đen. Nhưng hóa ra đó lại là thử thách cho một khoảnh khắc ngọt ngào. 3-0 và bây giờ là 3-0. Có lẽ là trong mơ thì cũng ít người tưởng tượng ra được kịch bản như thế này. Tiền luôn anh ơi. Bán luôn mà. Theo luật là đá bàn thắng vàng. Tiền Căng luôn à? Bây giờ chúng ta hãy cùng tĩnh lại trong giây lát trước khi đến với loạt luân lưu cân não. Có lẽ loạt luân lưu là phương án tốt nhất để lựa chọn ra những người vào chung kết. Còn những hình ảnh highlight của trận đấu như thế này là quá đủ để chúng ta hiểu rằng một tiếng đồng hồ vừa qua đã điên rồ và giàu cảm xúc như thế nào. Vâng, như vậy là theo đính chính từ ban tổ chức. Theo đính chính từ ban tổ chức thì nhiều khả năng chúng ta sẽ có hiệp phụ. Vâng, nhấn mạnh một lần nữa là theo đính chính từ ban tổ chức chúng ta sẽ có hiệp phụ và luật bàn thắng vàng. Anh hỏi lại 10 phút hiệp phụ. À vâng, ok. Ôi anh ơi, okay. Như vậy là 10 phút hiệp phụ và luật bàn thắng vàng sẽ được áp dụng. Đó sẽ là một lợi thế rất lớn cho CMC khi mà họ đang được thi đấu hơn người. Và tinh thần lúc này thì thực sự là lên tới nóc rồi. Mười phút sắp tới chắc chắn là sẽ rất dài với đội Liên Quân. Họ đã cầm vàng nhưng lại để vàng rơi. Tôi chắc chắn là highlight và luồng live của trận đấu này sẽ được các cầu thủ CMC share lại cũng như là chia sẻ rất nhiều trên các trang mạng xã hội. Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày cực kỳ đáng nhớ với tất cả cầu thủ, với tất cả những khán giả và với giải bóng đá All-Star Champion League của CMC. Thẻ đỏ là 5 phút mới được vào. Thẻ đỏ là 5 phút đi. Hay là 5 phút? À thế thì là 5 phút rồi. Lúc này thì trận đấu vẫn đang trong chế độ tạm dừng để ban tổ chức check lại điều lệ. Cũng phải kỹ một chút. Bán kết mà. Trận đấu với tính chất quá quan trọng như vậy thì phải kỹ một chút. Như vậy là cao thủ TLG anh ạ. TLG. Như vậy là đội Liên Quân sẽ phải thi đấu thiếu người trong khoảng 4 phút nữa. Khi một cầu thủ của đội bị thẻ đỏ thì họ sẽ phải thi đấu thiếu người trong 5 phút. Vẫn còn 4 phút nữa ở phía trước. Lúc này sang hiệp phụ thì phần sân của Liên Quân đang bị ngược nắng. Gió đang đảo chiều và chính lúc này CMC mới là đội ở thế thượng phong. Công Hùng. Đội hình của CMC và cả Liên Quân đều không có quá nhiều cầu thủ dự bị. Giữa thời tiết như thế này mà cày thông cả trận là một quyết tâm và ý chí rất lớn. Sự là hôm nay chúng ta ở ngoài ngồi trong bóng mát thôi mà cũng thấy oi, thấy nóng. Nữa là cầu thủ đang chạy ở trên sân. Nhiệt độ ở trên sân cỏ nhân tạo lúc nào cũng sẽ phải cao hơn nhiệt độ thực tế đâu đó vài độ. Nỗ lực của Khắc Hồng rất quyết liệt. Cắt bóng hay, cơ hội Công Hùng hơi chậm một chút, Will vẫn còn sút không vào. Cơ hội thuộc về Ngọc Khanh. Không có gì bất ngờ khi CMC tiếp tục là đội tràn lên. Một pha bóng lập bập và thực sự là Liên Quân đang rất bối rối. CMC đương nhiên là không muốn đá luân lưu. Họ muốn giải quyết trận đấu ngay trong hiệp phụ. Việt Cường. Công Hùng rất nhiệt. Vẫn là bóng cho CMC. Sẽ là quả đá biên. Lại là pha bóng bổng. CMC cũng có được những tình huống cố định đầy sát thương. Ngoài sân thì các cổ động viên cũng đang hết sức nhiệt tình tiếp lửa cho các cầu thủ. Một ngày hội thực sự của All-Star Champion League, giải bóng đá của tập đoàn CMC. Đúng là sau những giờ làm việc căng thẳng thì đây là một cơ hội quá tuyệt vời để những công nhân viên đang làm việc tại CMC có thể kết nối, giao lưu. Bóng cho Liên Quân. Thả bóng xuống đáy nhưng hơi khó. Tầm này cuối trận mà bắt đuổi những pha đó thì hơi khó. Hay chính xác hơn là rất khó. Mạnh Hoàng cú sút rất căng. Những pha găm bóng thẳng cửa gôn là một điểm nhấn. Như vậy là hiệp phụ đầu tiên khép lại. Hai bên sẽ đổi sân trước khi đến với 5 phút tiếp theo. Nếu trong 5 phút ít ỏi còn lại không có bàn thắng thì sẽ là luân lưu. rõ ràng. Để cơ hội để Tiến làm gì có cửa. Tiến Đông là cứ đúng 30 tròn tròn chính. Đấy, nguy hiểm ra là cắn. Dấu hiệu nguy hiểm. Vâng, chúng ta đến với hiệp phụ thứ hai của trận bán kết All-Star Champion League, giải bóng đá của tập đoàn CMC, giữa hai đội CMC và Liên Quân TLG TNG. Sẽ còn thêm 5 phút để cả hai bên bằng một cách nào đó giải quyết trận đấu trước khi chúng ta phải dùng tới luân lưu. Đánh đầu lại là Việt Cường ở cột 2. Số 23 có thể hình và sức cản rất tốt, nên cũng luôn là một vũ khí nguy hiểm ở các pha bóng cố định. Lại là Việt Cường, bật rất cao. Một cơ hội nữa trôi qua. Công thức Ngọc Khanh rót bóng, Việt Cường đánh đầu. Đã là một bài tấn công rất quen thuộc của CMC. Nhưng biết là một chuyện, chống thế nào thì là chuyện khác. Hoàng Anh ơi! Hoàng Anh đằng sau này! Với Liên Quân thì có vẻ như họ là đội muốn kéo trận đấu đến loạt luân lưu hơn. Không còn Đình Tài và phần lớn đội hình đã... Chính xác là không còn Đình Toàn và phần lớn đội hình đã xuống sức. Sẽ khá là khó cho Liên Quân để tìm kiếm được bàn thắng. Ngoài lên đi em. Quang Luận. Quang Luận đã ra dấu cho các đồng đội vào thẳng cửa gôn. Nhưng quả treo bóng là hơi cao. Quá lực một chút thôi. Sẽ còn khoảng 2 phút rưỡi. Chúng ta đang ở rất gần loạt luân lưu rồi. Hiệp phụ diễn ra tương đối là trầm lặng. Rất cố gắng. Vẫn kịp. Nỗ lực đáng khen của số 5 bên phía CMC. Bóng thuộc về Liên Quân. Vẫn hay, Khắc Hồng. Không có nhiều sự tiếp ứng dành cho số 9. Lúc này có lẽ Khắc Hồng chỉ cố gắng giữ bóng càng lâu càng tốt để các đồng đội ở sân nhà được thở. Ngọc Khanh, à không, hơi vấp. Đó là nỗ lực của Thanh Hưng. Áp sát nhanh, Quang Luận. Cuối trận rồi, cũng không còn đủ lực để thực hiện những pha bắn nhưng từ xa nữa. Công Hùng. Đường chuyền khá kỹ thuật của Mạnh Hoàng. Khá quyết liệt. Khắc Hồng. Cái che rất hay. Nhưng chỉ có 2 người ở phía trên. Rất cố gắng. Trọng tài lại rút một tấm thẻ vàng nữa. Tầm này thì đúng thật là cũng phải chấp nhận bóng qua người ở lại thôi. Chứ không còn cách nào khác, bắt buộc phải phạm lỗi. những giây cuối cùng của hiệp phụ. Ngọc Khanh, cú đá quá cao của số 18. Và tiếng còi kết thúc 10 phút hiệp phụ đã được cất lên. Thôi, dùng tới luân lưu để định đoạt trận đấu này là hợp lý rồi. Hãy để thần may mắn lựa chọn ai là người vào chung kết. Giờ sẽ là cuộc chơi của cái duyên và bản lĩnh. Một trận đấu mà những khán giả trung lập là những người được hưởng lợi nhất, với những diễn biến quá bom tấn, quá Hollywood. Liên quân TLG, TNG đã dẫn trước 3-0. Nhưng trong 20 phút cuối cùng thì CMC ghi liền 3 bàn. Một kịch bản mà thực sự là rất khó để có thể tưởng tượng ra. Vương ơi, nhắc người ta ra khỏi sân đi. Đâu, CMC là xanh. Số liên hệ là số giao. Liên hệ trong lịch làm việc hay số giao. Em về em sáng rồi chị qua cho đấy ạ. Bác về luôn. Bảo nó đang một máy không? Cái xin chị. Như vậy là phần sân phía bên phải sẽ được lựa chọn. Sân này thì thủ môn được lợi, không bị ngược nắng, nhưng người sút sẽ hơi khó một chút. Như vậy là liên quân TLG, TNG sẽ thay gôn ở loạt luân lưu. Khắc Hồng sẽ trấn giữ khung gỗ. Còn CMC là đội đá trước. Ngọc Khanh lĩnh ấn. Khắc Hồng đang đứng lệch goal. Một sự khởi đầu suôn sẻ dành cho CMC và đặt lòng không quá căng, nhưng nó chính xác và là đủ để Ngọc Khanh đưa CMC vượt lên dẫn trước. CMC cũng thay gôn. Canh gôn cho họ sẽ là Việt Cường, cầu thủ có thể hình rất ấn tượng. Nhìn Việt Cường đứng trong gôn thì cũng hơi ngộp. Khắc Hồng, chính xác. Anh đã đánh lừa được Việt Cường. Khắc Hồng cũng đưa ra một cú sút rất bản lĩnh và lạnh lùng. Công Hùng sẽ là người đá quả thứ hai cho CMC. Không có sai lầm nào. Cả ba quả đá đầu tiên đều hướng vào một góc và cùng có chung một kết quả. Cầu thủ cả hai bên đều đá rất nắn nót với những cái lòng trong của mình. Không vào! Biến số đã diễn ra. Người đã không thể thắng được Việt Cường là một Việt Cường khác bên phía Liên Quân. Hoàng Việt Cường đã thất bại trước Nguyễn Việt Cường. Và chính số 23 sẽ là người bước lên ở loạt đá này. Rất chính xác. CMC vươn lên dẫn trước 3-1. Lần này thì anh đã chuyển hướng, hít một hơi thật sâu và cú đá là hoàn hảo. Ngọc Hoàn là người tiếp theo. Không vào! Bóng ra ngoài. Nhưng trọng tài đã cắt còi và có vẻ như đây là tình huống mà Việt Cường đã lao lên khỏi vạch vôi trước khi cầu thủ đội bạn dứt điểm. Sẽ là cơ hội thứ hai dành cho Ngọc Hoàn. Hú vía. Chúng ta đều biết là theo luật của bóng đá thì khi thực hiện luân lưu, thủ môn sẽ phải đứng trên vạch vôi. Vẫn vào. Hú vía. Ngọc Hoàn đã phải thở vào khi thấy trái bóng bật tay Việt Cường và vẫn đi vào lưới. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3. Tỷ số là 4-2. CMC vẫn đang cực kỳ bản lĩnh ở trên chấm luân lưu. Đây là một quả bắt buộc phải vào với Liên Quân. Đứng trước bóng sẽ là Đức Luân. Áp lực là rất lớn. Đức Luân thành công. Đức Luân đã vượt qua được sức ép và vẫn giữ lại được những hy vọng cho Liên Quân TLG TNG. Đây sẽ là cơ hội để kết liễu trận đấu này. Và người được lựa chọn bên phía CMC là thủ môn Quang Hòa. Vào là thắng. Quang Hòa vào. CMC vào chung kết. CMC sẽ là cái tên có mặt ở trận đấu cuối cùng. Một bàn lội ngược dòng kinh điển. Tư thế bị dẫn 0-3. Chỉ trong 20 phút họ gỡ hòa. Và sau chấm luân lưu thì CMC đã được tưởng thưởng một cái kết trọn vẹn. Đây chắc chắn sẽ là trận đấu mà tất cả cầu thủ CMC sẽ còn nhớ mãi. Nó sẽ còn được nhắc đến rất nhiều về sau. Hãy tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này. Xin cảm ơn cầu thủ cả hai bên, xin cảm ơn CMC và Liên Quân với một trận đấu đầy cảm xúc cống hiến. Chúng ta sẽ tạm biệt nhau ở đây. Và một lần nữa xin cảm ơn các bạn.